Mùa xe cũ ngày hôm nay sẽ mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe giá rẻ trong tầm tiền chỉ hơn 400 triệu một chút thôi. Là anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Corolla phiên bản nhập khẩu, sản xuất là 2010, mô đồ là 2011, nhập Đài Loan, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội với hệ thống máy đua 1.6 cùng với rất nhiều các tính năng tiện ích an toàn trên chiếc xe cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không ngập nước bao trách test toàn quốc anh chị các bạn có thể mang ra hãng hoặc bộ bên thứ ba để kiểm tra xa cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền cho anh chị và các bạn xe đang có mặt tại anh Vinh Auto địa chỉ đơn vị là số 16 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội các bác có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan tổng quan chi tiết về một mẫu xe rất đẹp ạ xe đăng ký biển Hà Nội rồi Khi anh chị mua về các thành phố lớn thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển Mà chỉ mất phí đổi biển cùng với 2% lệ phí trước bạ Đây là những cái tổng quan về sơn si của chiếc xe Cũng như các phần tính năng an toàn ở phía đuôi xe Với hệ thống cảm biến rồi là cam lùi Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết cụm đèn dạng halogen, đèn sương mù là đã được bác chủ lên cũng rất là nhiều chi tiết đây là những cái chi tiết về phần nốp và những cái phần mâm của chiếc xe nốp trang bị một dàn nốp Michelin giúp cho anh chị và các bạn vận hành trong phố rất là êm ái tổng quan sơn si rồi là phần đuôi xe với những cái chi tiết về cụm đèn hậu vẫn còn rất là trong và đẹp một chiếc xe sản xuất 2010 thì đến bây giờ trải qua hơn 12 năm sử dụng rồi mọi chi tiết của nó vẫn còn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Sau đây em sẽ mời các bác cùng đi tham quan chi tiết về không gian nội thất của chiếc xe. Với không gian hàng ghế thứ hai, ngồi rộng rãi cho ba người ngồi với những phần bọc da ốp gỗ. Chất lượng ghế da của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp. Một màu ngoại thất màu kem, nội thất màu kem. Đấy, các bác có thể tham quan không gian ngồi rộng rãi cho ba người ngồi cùng với những cái chi tiết kính đã được dán kính màu rồi và bên khoang lái thì đã được ba chủ lên cái bộ màn hình Android để giúp cho anh chị và các bạn có nhiều tiện ích hơn chi tiết về phần cánh cửa bên cánh lái và những cái phần chất lượng ghế da vi năm sản xuất của chiếc xe đây anh chị ạ những phần ốc bản lề ốc cánh cửa của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng rất là đẹp cột kèo vẫn còn thẳng tắp này các có thể đấy. đây là những cái phần điều chỉnh trên vô lăng có những phím điều chỉnh chức năng hệ thống vô lăng 4 chấu màn hình android có thể là chỉnh duyệt ghép xem youtube hay là có thể bản đồ dẫn đường đầy đủ các những tính năng tiện ích an toàn đây là những phần chất lượng ghế lái và ghế phụ các bác có thể thấy quan sát qua bác chủ đi rất là giữ gìn cẩn thận cũng lên rất nhiều đồ chơi đấy và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan bộ máy 1.6 máy đua Giúp cho chiếc xe nó vận hành rất là mượt mà Cùng với hộp số tự động Đây là những cái chi tiết về phần nắp cabo Cũng như là các phần ốc của chiếc xe Thì em sẽ quay để các bác có thể tham quan có cái nhìn rõ nhất Về một chiếc xe đã qua sử dụng Và em cũng nắm qua thông tin cho anh chị và các bạn nắm rõ Như là chiếc Toyota Corolla nhập khẩu sản xuất 2010 model 2011 nhập Đài Loan đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 420 triệu. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.